Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay Trong video này tôi muốn tiếp tục chia sẻ với các bạn về đề tài của video ngày hôm qua đó chính là video 484 căng thẳng chính trị giữa Hoa Kỳ và Iran và ảnh hưởng đối với Bitcoin Và những bạn nào mà chưa xem video 484 này thì cái link xem ở trên màn hình Các bạn cũng nên xem để hiểu rõ hơn về tình hình Và trong video này chúng ta trước hết sẽ nói tới những gì đã xảy ra sau đó chúng ta sẽ nói tới cái sự ảnh hưởng đối với thị trường tài chính cũng như là đối với Bitcoin. Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Thì chuyện gì đã xảy ra ngày hôm nay thì ngày hôm nay chúng ta nhận được một tin tức đó chính là Iran đã bắn một số hỏa tiễn và nhắm vào các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ tại Iraq. Và đây là tin tức duy nhất chúng ta biết được mà chỉ tới cách đây vài tiếng đồng hồ thì Tổng thống Donald Trump đã chia sẻ thêm một số chi tiết ở trên Twitter nhưng mà điều mà Thùng muốn chia sẻ với các bạn ở đây là hiện bây giờ chúng ta thật sự vẫn chưa có biết nhiều chi tiết liên quan tới cái sự kiện này. Những chi tiết như là có bao nhiêu quả tiễn đã được bắn ra. Bây giờ thì nhiều nhà báo cho là hơn 12 quả tiễn nhưng mà chúng ta vẫn không biết được chắc chắn. Và quan trọng hơn là hiện bây giờ cái căn cứ quân sự ở Iraq thì tình hình là như thế nào. Như là hiện bây giờ các căn cứ quân sự đó có bị thiệt hại gì hay là không. Có ai bị thương vong hay là không. Con số là bao nhiêu vân vân đây là những điều mà chưa có biết rõ ràng cho nên hiện bây giờ có rất nhiều người có nhiều sự lo ngại và cái sự lo ngại này cũng ảnh hưởng đến với thị trường tài chính mà chúng ta sẽ nói tới một lát nữa thì cách đây khoảng chừng là 3 tiếng đồng hồ thì tổng thống Donald Trump đã đưa ra một cái thuyết ở trên Twitter và tổng thống Donald Trump đã nói là tổng cộng là có hai căn cứ quân sự liên quan tới cái việc mà bị Iran bắn quá tiễn bây giờ thì vẫn còn đang kiểm tra và thống kê thương vong và thiệt hại nhưng mà dựa theo tổng thống Donald Trump trên cái thuyết này thì hiện bây giờ chúng ta vẫn chưa có gì cần phải lo ngại. Sáng sớm ngày mai thì Tổng thống Donald Trump sẽ đưa ra thêm chi tiết liên quan tới cái sự kiện này để mọi người hiểu rõ hơn. Tuy là Tổng thống Donald Trump đã đưa thêm một số chi tiết nhưng mà cũng có rất nhiều điều mà mọi người vẫn chưa hiểu rõ. Và quan trọng hơn nữa là bây giờ thì Hoa Kỳ sẽ có bước kế tiếp như thế nào. Cho nên những điều này mọi người bây giờ vẫn còn không rõ và ảnh hưởng rất xấu đối với thị trường tài chính. Các bạn thấy được là ngày hôm nay thì khi mà chỉ số Dow Jones đóng lại thì đã xuống 119 điểm, S&P xuống 9 điểm. Và sau khi mà thị trường chứng khoán của Mỹ đóng lại thì các bạn thấy là hiện bây giờ thị trường chứng khoán của châu Á, chỉ số Nikkei cũng đã đi xuống, chỉ số của Thượng Hải cũng đã đi xuống. Và các bạn thấy là thị trường chứng khoán của châu Á hiện bây giờ là toàn một màu đỏ. Bây giờ thì tuy là thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ đã đóng lại nhưng mà các bạn thấy là cái chỉ số Dow Jones Future có nghĩa là cái chỉ số hợp đồng tương lai Dow Jones cho thấy là đã xuống 171 điểm, có nghĩa là cơ hội rất cao là sáng sớm ngày mai khi mà thị trường chứng khoán mở cửa thì lúc đó giá chứng khoán sẽ mở cửa với cái giá xuống so với cái giá đóng lại ngày hôm nay. Tuy là ngày hôm nay đã xuống 119 điểm như là chúng ta mới thấy mới đây và tại sao thị trường lại dao động thì chúng ta cũng đã nói tới ngày hôm qua. Và các bạn thấy là một lần nữa thì ngày hôm nay giá dầu cũng đã tăng lên bây giờ là 63,54 đô cho một thùng dầu và khi mà chúng ta nhìn vào cái biểu đồ 5 ngày thì các bạn thấy là giá dầu ngày hôm nay đã đột ngột tăng lên tuy nhiên cũng đã giảm xuống một phần nhưng mà khi các bạn nhìn vào cái giá vàng thì nhìn vào trong vòng 5 ngày qua thì các bạn thấy là tiếp tục tăng lên và ngày hôm nay tin tức này cũng đã làm cho nhiều nhà đầu tư lo ngại và tìm một lần nữa lại thoát ra từ thị trường chứng khoán và đẩy vào thị trường vàng và các bạn thấy được là Bitcoin ngày hôm nay cũng đã có một cái sự tăng trưởng tiếp tục Bây giờ Bitcoin đã có mức là 8.319 đô. Nói về cái sự quan hệ về cái sự kiện chính trị giữa Hoa Kỳ và Iran và giá của Bitcoin thì những bạn nào mà xem video ngày hôm qua thì cũng đã biết cảm nghĩ của Thuận. Tôi nghĩ là cái sự kiện này khả năng ảnh hưởng đối với giá dầu hay là giá vàng hay là thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ là cao hơn là cái sự ảnh hưởng đối với thị trường của Bitcoin. Tại vì bây giờ Bitcoin vẫn còn là một thị trường rất là nhỏ. Và thị trường Bitcoin tuy là bây giờ chúng ta có thêm nhiều sàn giao dịch có nhiều cách để mà dễ dàng mua Bitcoin nhưng mà so với thị trường vàng thì các bạn thấy là vàng thì mà các bạn nói tới làm sao để mà tham gia vào thị trường vàng thì dễ dàng hơn là Bitcoin rất nhiều tại vì các bạn thấy là vàng đã có nhiều cái công cụ tài chính như là ETF cho nên rất dễ dàng để cho một người mà đang đầu tư chứng khoán đẩy tiền vào thị trường vàng thông qua những cái ETF đã có sẵn ở trên thị trường chứng khoán và cái video ngày hôm qua video 484 sẽ giải thích rõ hơn về cái điều này nhưng mà một điều khác mình không muốn chia sẻ với các bạn Tuy là các bạn thấy là giá của Bitcoin rất là dễ dao động ngày qua ngày, tuần qua tuần, thậm chí là tháng qua tháng Tại vì cái thị trường Bitcoin rất nhỏ cho nên giá cả có thể dễ dàng bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố Nhưng mà khi mà chúng ta nói tới thời gian lâu dài, 5 năm, 10 năm Thì cái yếu tố quan trọng nhất đó chính là nguồn cung và nguồn cầu Nếu như mà nguồn cung đứng yên một chỗ hay là bị giảm mà nguồn cầu cứ tăng lên Có nghĩa là càng ngày càng có thêm nhiều người mới tham gia vào thị trường Bitcoin thì lúc đó sẽ ảnh hưởng tốt đối với giá cả và một trong những cái tài liệu khác được chia sẻ ngày hôm nay đó chính là một bài viết được đưa ra bởi News BTC thì hiện bây giờ tổng cộng cái số lượng Bitcoin mà không di chuyển hơn một năm đã tăng lên hơn 12,58 triệu BTC Như nghĩa là tính theo giá đô la hiện tại là tương đương với 100 tỷ đô la Bitcoin đã không di chuyển hơn một năm qua con số này là một con số rất lớn khi mà các bạn so sánh với bây giờ dựa theo CoinMarketCap market cap thì tổng số vốn hóa của Bitcoin chỉ có 127 tỷ mà 100 tỷ đô la của Bitcoin đã không di chuyển hơn một năm và đây là một dẫn chứng cho các bạn thấy là càng ngày thì lại càng có thêm nhiều người đầu tư vào Bitcoin dài hạn cho nên khi mà họ mua rồi thì họ sẽ không di chuyển Bitcoin trong một thời gian dài và các bạn thấy là cái số lượng Bitcoin không được di chuyển hơn một năm cái số lượng Bitcoin đó ngày lại càng tăng lên và đây là một yếu tố rất quan trọng trong thời gian dài hạn ảnh hưởng đến nguồn cung và nguồn cầu và là một dấu hiệu cho thấy là xu hướng giá cả Bitcoin sau này sẽ ra sao. Và gần đây tôi đã chia sẻ với các bạn là cái số lượng Bitcoin mà thật sự được lưu thông mà các bạn có thể mua và bán. Cái số lượng Bitcoin đó rất là thấp khi mà, mà so sánh với tổng số Bitcoin. Các bạn thấy là tổng số Bitcoin hiện tại là đã có hơn 18 triệu Bitcoin. Nhưng mà cái số lượng Bitcoin mà không di chuyển hơn một năm đã chiếm số lượng hơn 12 triệu. Cho nên cái số lượng Bitcoin mà thật sự các bạn có thể mua bán là chỉ có khoảng chừng 6 triệu ở thời điểm hiện tại và đương nhiên trong số 12 triệu mà chúng ta mới nói tới không di chuyển hơn một năm thì đã có nhiều Bitcoin đã không di chuyển nhiều năm và trong cái số đó cùng qua cái số đầu tiên của Satoshi Nakamoto cộng với cái số lượng Bitcoin mà đã bị mất ví cá nhân vì nhiều lý do mà chúng ta đã nói tới trong cái video 475 Bitcoin Hodler cần biết cho nên nếu như mà cái xu hướng này cứ tiếp tục thì giá tương lai của Bitcoin ngày sẽ càng tăng tuy nhiên đây là một xu hướng dài hạn và trong thời gian ngắn hạn thì có nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến giá của Bitcoin. Và đây là những gì mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Và nếu như các bạn muốn ủng hộ Thuận Capital và thích trade margin thì một trong những sàn giao dịch các bạn có thể sử dụng đó chính là sàn NAPX. Đăng ký thông qua link ở phía dưới video này các bạn có thể điền đơn để mà tham gia vào nhóm nhận hỗ trợ cũng như là tín hiệu trade miễn phí. Hay là các bạn muốn giao dịch với sàn Binance, một sàn Allcoin, các bạn sử dụng link ở phía dưới video này thì các bạn sẽ được giảm 10% phí giao dịch sang sẽ trả lại trực tiếp vào trong chương mục của các bạn và những bài nào mà thích đọc các bài viết thì các video của thuận capital được biên tập lại ở trên thuận capital com các bạn có thể lên trang web này để mà xem những bài viết biên tập từ các video và các video này ngoại trừ được đăng ở trên youtube các bạn cũng có thể tìm thấy các video này ở trên một trang web gọi là library đây là một cái ứng dụng phi tập trung mà thường upload video lên các bạn cũng nên đăng ký để mà ủng hộ các cái ứng dụng phi tập trung và nếu các bạn nhận được giá trị trong video ngày hôm nay thì các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn